Ba giờ sáng đêm dài ta nhìn ngắm con thuyền lênh đênh trôi. Mây và riêng anh thôi ra hội tới nơi này tranh vênh ngồi. Anh vẫn đi xa bao mênh mông. Một lá thư vẫn ghi thêm nhiều đợi mong. Một ngày sớm mai anh về. Sớm mai anh về. Yeah. Gặp lại dàn tem xếp trong sớm thư tình. Hẹn gặp lại màn đêm nghĩ suy dữ. Một mình em sao rồi khỏe không? Vẫn nhạc trên chữ tình có bao lời để lòng. Những toan tính dự định và chỉ có thuyền mới hiểu. Biển vẫn sâu thật sâu cũng chỉ có biển mới biết là thuyền đi đâu về đâu. Anh muốn một bữa cơm đơn giản nhưng đâu thể đâu. Ngày dài phút ghi và câu kể câu. Dẫu hiện tại anh là tàn tro cứ để mặc cơn gió thổi. Ở phía bên kia anh vẫn nhớ em một thói quen khó đổi. Chả biết con trai trên sân khấu còn đâu dễ mở lời. Nhưng vẫn phải nỗ lực phấn đấu hiên ngang như thế. Ở đời những khó khăn tiếp diễn hung dữ dân ương bướng. Và nếu như thiếu em anh như con thuyền mất phương hướng. Tình em là đại dương chắc chắn một điều hiển nhiên. Xua đi những tay ước cho ngày sóng lặng biển yên. Và nếu anh chỉ còn hôm nay thôi tìm về nơi đất liền ngọn hai đắng xa xôi. Và nếu anh tìm em trong câu ca, tìm trong đôi mắt hiền, tìm thanh xuân đi qua. Và nếu thuyền anh lênh đênh trôi chênh vênh ngồi biển vẫn mênh mông thôi. Và nếu thuyền anh lênh đênh trôi chênh vênh ngồi biển vẫn mênh mông thôi. Cứ từng ngày qua ngày ta lại thêm gần hơn những nỗi niềm vơi đầy che đậy. Đêm dần trôi từng chuyến hàng chất đầy. Ta nhìn trên vật đơn từ bến cảng nơi này khói thuốc thổi bay để đừng gặp nhìn thành phố xa lạ. Những bình dị và cả xa hoa nhưng mà không có ai cùng đi lá cả. Ngồi lại quán xá hay là chỉ dăm ba chén trà hàn huyên. Tết gia đình lại đoàn viên rồi thoạt nhiên chỉ là ước nguyện hoa tiêu dẫn thuyền. Một ngày sớm mai anh về. Sớm mai rồi sớm mai. Một ngày sớm mai anh về. Sớm mai, từ sớm mai anh cũng mới nghe tin vui. Nhà mình thêm thành viên. Ba chúc cho con gái rượu của ba những đêm bình yên. Anh giữ lại đây bao tình duyên. Không cần thêm một nguyện vọng. Giờ chỉ cần nghe những tiếng sóng đủ để cho anh yên lòng. Ba sớm đêm con thật lấy đêm trôi ta nhìn ngắm. Mai là riêng anh Pepsi không có lọ, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon. Phiếu cùng rap Việt. Vâng thưa quý vị, BRT với ca sĩ hỗ trợ TV và DJ Nien. Chúc mừng em. Thưa quý vị, truyền thuyết kể rằng bố của BRT ngày xưa là một thuyền nhân. Cho nên that's why ngày hôm nay quý vị thấy trên sân khấu bạn đang đóng vai là bố của mình thời trẻ. Và dĩ nhiên là ngày hôm nay thì bố bạn không còn ở đây. Cho nên đây là một câu chuyện. Nếu như bạn được là ông ấy lúc còn trẻ thì những tâm sự của bạn là gì? Chúng ta vừa đến với tác phẩm của BRT thưa quý vị. It's nice. Em có thể kể cho anh nghe một chút xíu là vì sao em lại lấy cảm hứng từ câu chuyện của bố để thi vòng này không? Em cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình đã thích nhạc rap rất là lâu nhưng mà mình lại chưa có một bài hát nào dành tặng cho gia đình của mình. Và bài này em cũng một phần là dành tặng cho bản thân em và một phần là dành tặng cho mẹ em và em gái em bằng những cái suy nghĩ của bố em. Em có thể giải thích rõ hơn một tí là vì sao em lại nói thế không? Cái ấn tượng nhiều nhất của em đối với bố em là những ngày trẻ lênh đênh trên biển, xa gia đình cũng vì mưu sinh. Nên là em muốn một ngày mình thử như thế xem cảm giác của mình như nào. Và cũng là dành tặng cho bố em. Bố em cũng chưa bao giờ thích em đọc rap cả. Nhưng mà hy vọng là bố thích bài hát này. Sure. Đa số thường là mọi người sẽ không ủng hộ con cái mình vào ngành nghệ thuật bởi vì họ nghĩ rằng nó không có tương lai. Thì cái đó là thói quen thông thường thôi. Dần dần thì những cái bố mẹ mà trong thế hệ gần đây là họ cũng sẽ thay đổi cái tư duy đó. Anh nghĩ vậy. Và trong bài hát này em cũng muốn chia sẻ một điều là nếu mà nghĩ về việc đấy thì bên trong em có rất nhiều nuối tiếc.
các bạn nếu mà ai đấy vẫn còn cơ hội ở bên người thân của mình thì hãy cho đi yêu thương đi, vì các bạn sẽ không hối hận đâu. Cảm ơn em. Chắc là nhờ ông thầy nói vài câu về ý tưởng cũng như là những gì hai thầy trò đã trải qua trong thời gian vừa qua. Vâng, trước hết là xin chúc mừng BRT bởi vì em đã có một màn trình diễn rất là xúc động và nó vượt xa tất cả những cái sự mong đợi của anh ở trên sân khấu. BRT là một bạn Rapastic có theo dõi hành trình chơi rap của bạn từ khá là lâu rồi. Đã có một số lần mà mình nghe được BRT thể hiện cái nội tâm của mình trong bài nhạc. Tuy nhiên đến với Rap Việt thì chưa bao giờ bạn để lộ cái điều đấy ra ngoài cả. Và ở cái vòng thi thứ 3 này, khi mà hỏi nguyện vọng của BRT thì Rapastic biết là bạn rất là mong muốn có một bài hát để gửi tặng cho gia đình mình. Và bởi vì mình đã biết là BRT có khả năng khai thác về những cái nội tâm rất là tốt, nên là hoàn toàn tin tưởng để BRT có thể mang cái tác phẩm này lên sân khấu và trình diễn, để thứ nhất là thỏa tất cả nỗi lòng của bạn, và thứ hai là để cho mọi người thấy một cái hình ảnh BRT hoàn toàn khác biệt, có ẩn chứa rất là nhiều điều ở bên trong. Bài hát lần này không biết phải nói gì nhiều, bởi vì tất cả những điều cần nói thì BRT đã thể hiện bằng những cái nhịp điệu của bạn, bằng những câu từ của bạn. Và nhiệm vụ Rapastic chỉ đơn giản là giúp bạn hình thành một cái phần nền âm nhạc làm sao cho nó đẹp nhất, để có thể khắc họa được rõ nhất cái nỗi buồn đấy và cái nỗi cô đơn. Tôi thấy rất là thú vị cho cái cảm giác này nhá. Là lần đầu tiên chúng ta đặt tâm lý của mình vào tâm lý của cái người mà mình muốn nghe một cái điều gì đó từ họ mà mình nghe chưa được. Đúng không? Nó là một cái loại tâm lý theo tôi là... Nói sao nhỉ? Có cái gì đó nó hơi xót xót ở trong tim. Một sự nuối tiếc rất lớn là khi chúng ta không thể làm cho nhau một cái thứ gì đó nhỏ nhỏ. Cảm ơn em đã cho đến những cảm xúc rất là đẹp. Pin nghĩ sao về bài hát của tôi? Cái idea bài hát của em, anh nghĩ nó rất là thú vị và nó rất là lạ. Em muốn nhìn thấy rõ hình hài sự mong chờ của mình từ một người nào đó ở trong đầu em. Nó là một cái idea rất là hay. Về bài hát, anh là fan của cái việc dùng mặt kép. Anh thấy em có dùng một câu chỉ có thuyền mới biết biển đi đâu về đâu. Trước khi anh dùng điều đó rất nhiều, anh dùng từ chú Trịnh Công Sơn, anh dùng từ Xuân Diệu, anh dùng từ Huy Cận. Tại vì mình được truyền cảm hứng từ những nhà thơ, nhà văn vĩ đại đi trước mình. Và rất ít người dùng, mà lần này anh thấy em dùng giống mặt kép ở trong lyrics của mình. Anh rất là thích. Hơn nữa, cái flow của em lần này nó sạch hơn rất là nhiều. Anh cảm thấy rất ấn tượng, mặc dù nó không có gì quá ghê gớm, nó rất là nhẹ nhàng. Và kể cả những cái lời thơ em nói ra nữa, cộng thêm cái idea ở trên top của những thứ đó nữa, thì anh nghĩ em đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Và em bỏ kính ra nhìn rất là đẹp trai, that's for sure. Chúc mừng anh. Mời Justin. Hôm nay những cái lời mà em viết ra thì anh cảm nhận được hết là em đã hóa thân đủ và tròn cái vị thế của một người bố lênh đênh trên biển và làm tất cả những gì dành tặng cho gia đình của mình. Có một cái cản trở duy nhất mà anh đã nói với em từ đầu chương trình. Ngữ điệu vocal của em hơi thiếu một chút truyền cảm nếu mà em theo những cái dòng như này. Nhưng mà đây là một sự cố gắng rất là nhiều của em để em có thể thay đổi bản thân và thay đổi cái khả năng làm được nhiều thứ đa năng từ mình. Và đây là cái điều anh công nhận. Cảm ơn anh ạ. Mình ok. Cá nhân anh thì anh thấy là khi mà em đặt địa vị vào bố của mình, em thể hiện cái cảm xúc như vậy là anh nghĩ rất là tốt rồi. Với những người khác thì cái bài này nó sẽ cần thêm một cái chút cao trào hơn nữa để thể hiện cái sự giằng xé. Nhưng mà anh lại thích cái cách mà em sắp xếp cấu trúc bài kiểu như vậy. Khi anh nghe xong anh không có cảm giác hụt hẫng, mà anh có cảm giác là anh trống trải và cô đơn nếu mà anh đặt vào cái địa vị của bố em khi lênh đênh ở những ngày trên biển như vậy. Và cái hình ảnh biển cũng là hình ảnh rất là đẹp để khai thác cái sự cô đơn đó. Và em đã rất thông minh trong cái cách sắp xếp bố cục cấu trúc bài ngày hôm nay. Cảm ơn anh ạ. Mời Karik. Đối với bản thân anh cảm thấy hôm nay em đã thực sự bứt phá. Mặc dù không cần phải đào to búa lớn, nhưng mà em đã đáp ứng đủ hai cái điều kiện, đó là cần và đủ. Điều kiện cần đó là em dám thay đổi cái diện mạo, và em tiết chế là những cái năng lượng của em từ những cái vòng trước, bụi bặm đường phố. Và em sử dụng những cái flow nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là hiệu quả. Còn cái đủ ở đây á, anh cảm thấy là em bỏ cái cảm xúc vào, nó không cần phải quá chạm đáy nhưng mà nó rất là phù hợp với cái type beat này. Đây là một bài hát rất hay. Cảm ơn em. Cảm ơn anh ạ. Rất là khó để có thể đặt mình vào vị trí của người khác, bởi vì sông sâu có thể nhìn thấy được, nhưng mà biển thì không thể nào mà dò được cái lòng của nó hết. Đối với anh, những gì em thể hiện ở trên sân khấu ngày hôm nay, nó là cái nguyện vọng của em dành cho cái gia đình của em, thì đúng hơn là ở cái vị trí người cha của mình. Theo anh suy nghĩ, đối với một thuyền nhân khi mà họ ở trên biển,
cái điều mà mình có thể ủng hộ họ nhiều nhất, đó là mình an tâm về họ để cho họ có thể an tâm về mình. Thì khi hai cái an tâm đó gặp nhau á, nó sẽ tạo một cái niềm vui nhiều hơn, để cho cái tâm hồn của em nó không còn những cái điều tiếc nuối nữa. Thì chúng ta sẽ phải cho đi và tha thứ tất cả những cái điều khúc mắc ở trong quá khứ để tạo nên cái tương lai tốt đẹp hơn. Cảm ơn anh Uy ạ. Thưa quý vị, tôi muốn đặt một câu hỏi cho bạn trẻ của chúng ta. Đó là những cái gì mà em vừa trình bày á, là những cái gì mà em mong muốn nghe, hay là nếu em mà là ba em thì em sẽ nói? Hai cái nó khác nhau nha. Thật ra đấy là cái mà em mong muốn ạ. Em rất là mong mà bố em có thể nói với em những lời như thế, và bố em có thể nói cho gia đình. Sau khi mà bố em đã không còn nữa thì tự nhiên là một người con trai ở trong gia đình, mình sẽ có một cái cảm giác là mình là trụ cột của cái căn nhà này, mình phải nói với mẹ mình là như thế, mình phải dành tặng cho em gái của mình những lời như thế. Cảm ơn em. Vâng, thưa quý vị, rất nhiều tâm tư tình cảm đã đặt để trong bài thi này, và hãy tiếp tục ủng hộ cho BRT. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 Vtrano.